cái vai Lam trong bộ phim Ma Dai. Trước khi Khánh đi du học thì đó là bộ phim gần như là bộ phim cuối cùng mà Khánh tham gia. Thì lần trở lại này, đây cũng là một vai diễn một cô tiểu thư sang chảnh, mà cái thử thách lớn nhất đó là Khánh phải làm sao để cái hình ảnh nó phải khác hẳn cô gái Lam trước đây Khánh đã thể hiện. Thì và Khánh tin rằng là Khánh đã làm tốt cái vai trò của mình. Khánh kỳ vọng rằng là mọi người sẽ nhận thấy một Ngân Khánh khác với những cái vai diễn trước đây. Nó sẽ không đơn thuần là một cái sự động đảm kiêu kỳ, mà trong đó nó có cái sự lố bịch của một cái cô gái rằng là đôi khi cũng không biết mình là ai, ở đâu và như thế nào. Luôn luôn nghĩ mình là tất cả, mình là trung tâm của vũ trụ, và cái suy nghĩ của cổ nó kịch cỡm, đôi khi nó không có nằm trong cái chuẩn mực của một người bình thường. Và chính cái sự kịch cỡm nó tạo ra những cái tình huống rất là trớ trêu trong bộ phim. Khánh đã từng tham gia những cái vai diễn nó còn cực khổ hơn rất nhiều. Đối với Khánh, cái vai diễn này thực sự ra rất là sướng, bởi vì mình được mặc đồ hiệu từ đầu phim đến cuối phim, có nghĩa là mình luôn luôn được mặc những bộ đồ rất đẹp. Và chỉ có là cái bối cảnh nó sẽ ngược lại, nó sẽ rất là tương phản với cái hình ảnh của nhân vật, là phải chăn heo, phải nấu ăn, phải giặt đồ, phải làm tất cả những cái công việc nhà. Mà Khánh thấy đây là một cái điều thú vị trong cái bộ phim, và Khánh thấy rằng là chính cái sự tương phản đó nó tạo ra cái sức hấp dẫn cho cái bộ phim, và nó tạo ra được những tràng cười rất là thoải mái cho khán giả. Nếu mà mọi người kỳ vọng điều đó thì mọi người sẽ thất vọng nhiều lắm. Tại vì Khánh và bạn diễn nam chính gần như là không có quá nhiều cái cảnh tương tác, gọi là va chạm nhau về cái cảnh tình cảm. Khánh tự tin rằng là khán giả sẽ thích bộ phim này ở một cái cách khai thác khác, chứ không phải là một cái cách khai thác hoàn toàn về câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính. Để nói rung động thì nó không biết rằng là mình có phải là quá khô khan hay không, mà thực sự là mình cũng chưa có tình cảm nào dành cho cái người bạn diễn nam chính của mình. Có chăng nữa, nó chỉ là cái sự cố gắng để mà mình làm cho cái nhân vật của mình, cho khán giả tin rằng cái nhân vật của mình có cái tình cảm với cái nhân vật đó. Thì đó là cái sự nhập vai trong cái vai diễn của mình. Nhưng mà để mà dẫn đến một cái cảm xúc thật trên đời thường thì gần như điều đó chưa bao giờ xảy ra. Cái việc sử dụng scandal để thu hút cái sự chú ý của khán giả nó cũng như là con dao hai lưỡi thôi. Thì nếu như mà bạn không cẩn thận thì nó cũng sẽ cắt vào tay bạn. Thì Khánh nghĩ mỗi một người cũng phải rất là cẩn thận khi mà mình sử dụng chiêu trò. Sẽ có lúc nó sẽ là một cái đòn bẩy để mà bạn đi rất là xa, nhưng mà cái điều đó nó phụ thuộc vào cái sự thông minh và sự nhạy bén của bạn đối với thị trường. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.